bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, quyển sách Một mùa thơ dại. dại Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Book Tác giả Haiguchi Ichio Dịch giả An Nhiên Giọng đọc Ngọc Thúy Nội dung này được thực hiện bởi Voice FM Tủ sách tinh hoa văn học Tinh hoa văn học của nhân loại nào cũng cần được khám phá và tái khám phá mỗi tác phẩm lớn là một xứ sở kỳ diệu và mỗi lần ta tìm đến là thực hiện một cuộc phiêu lưu hoan lạc dịch thuật giới thiệu và biên khảo về những tác phẩm tinh hoa sẽ mở ra các lối cổng dẫn vào những cảnh tượng văn chương khác nhau qua những không gian và thời gian vừa hiện thực vừa kỳ ảo khát vọng hiểu biết và vui thú trong đời là bản tính của con người ở mọi nơi và mọi thời các tác phẩm văn chương thật sự vĩ đại đều mang lại hai điều đó vui thú và hiểu biết nhưng hiểu biết là niềm vui hiếm khi tự đến một cách dễ dãi cần đón đợi và hồi đáp mọi tác phẩm tinh hoa cần được đón đợi và hồi đáp trong niềm hân hoan có tên là đọc đọc cầm sách lên và đọc trong sách có bạn hiền có người đẹp có mọi thứ do vậy chúng tôi chủ trương tủ sách tinh hoa văn học, xem đó như cửa ngõ của hiểu biết và niềm vui. Có năm cửa. Một, kiệt tác. Mỗi kiệt tác sẽ được dịch trọn vẹn và giới thiệu cả tác giả lẫn tác phẩm trong bối cảnh văn hóa những đặc điểm thiết yếu. Hai, tuyển. Tuyển chọn những tác phẩm ngắn của một tác giả, một nền văn học, hay một chủ đề mang tính điển mẫu thuộc vòng đời hay vòng mùa. 3. Kiến thức. Những kiến thức mà người đọc hiện đại cần có, trào lưu văn học, các nền văn học, thể loại được trình bày gọn nhẹ, dễ tiếp nhận. 4. Nghiên cứu. Các công trình chuyên sâu về một vấn đề văn học, một tác giả thiên tài, lý luận phê bình. 5. Mới về các hiện tượng văn học mới xuất hiện của nước ngoài đang gây chú ý hoặc đoạt các giải thưởng lớn tủ sách được biên soạn và dịch thuật là những nhà giáo dịch giả và nhà nghiên cứu có uy tín và tâm huyết với văn chương mong ước của chúng tôi là tủ sách tinh hoa văn học sẽ tiến bước bền vững và được đón nhận thân tình nhật chiêu hết lời giới thiệu bạn đang nghe sách nói tại Voice. Ichio, thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu. Ichio và 24 mùa xuân. 24 mùa xuân đó là toàn bộ cuộc đời của cô gái thơ Higuchi Ichio. Nàng sinh giữa mùa xuân năm 1872 và mất vào mùa thu năm 1896. Một tài năng ngoại hạng đã đưa cuộc đời phụ du đó lên đài cao văn học hiện đại Nhật Bản thời khai sáng. Cha nàng đã đưa gia đình đến Edo, Tokyo ngày nay, sinh sống và ông đã mua được tước vị samurai vào năm 1867 sau bao nhiêu năm ước mơ. Và thực là công cốc, bởi cuộc duy tân sau đó đã hủy bỏ hệ thống giai cấp. Ichio mất cha năm nàng 17 tuổi và bắt đầu biết thế nào là cuộc sống khốn cùng, thế nào là lăn lộn kiếm sống. Viết văn đối với nàng có mục đích trước mắt là kiếm tiền nuôi thân và nuôi gia đình. Nếu không kiếm được nhiều tiền bằng văn chương, nàng sẽ không thoát khỏi cảnh may thuê giặt mướn hay bán kẹo bánh cho người dân nghèo. Tuy thế, bút hiệu mà nàng bắt đầu ký từ năm 1891 là Ichio, nàng tên thật là Nasuko, lại rất ý nghĩa. Ichio, nhất diệp, có nghĩa là một lá, ám chỉ cọng lau đơn độc mà bồ đề đạt ma dùng vượt sông dương tử. Với bút danh đó, có lẽ Ichio khao khát một cuộc vượt sóng đến được bờ bên kia nào đó. Nàng muốn tìm kiếm được chính bản thân mình ngay trong lúc phải ra sức kiếm tiền. Nàng viết cả thơ và chuyện với một lối văn hầu như là cổ điển, không có dấu vết gì của ảnh hưởng Tây Phương. Nhưng các nhân vật nữ của nàng đã bắt đầu rất mới trong ý thức và cả trong tâm lý. Hirata Takabuku nhận xét nàng chưa bao giờ vượt qua sự giáo dục mà nàng nhận được ở chuyện genjin ở saikaku và các tác phẩm nhật bản cổ điển khác thế mà nàng vẫn hiểu rõ chúng ta vô cùng mặc chúng ta là những kẻ dấn mình hoàn toàn vào thơ văn phương tây và nàng cứ thản nhiên tiến bước đồng bộ với ta đó mới thật là sự lỗi lạc lần lượt những tiểu thuyết nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp của nàng xuất hiện như ngày cuối năm, Osugomori xuất bản năm 1894, khe nước đục, Nigorie, xuất bản năm 1895, đêm 13 ba, Rusania xuất bản năm 1895, một mùa thơ dại, Take be xuất bản năm 1895, những ngả đường cách biệt, Wakaremichi xuất bản năm 1896. Khoảng 20 truyện ngắn, chừng 4.000 bài thơ và vài tiểu luận cùng một bộ nhật ký nổi tiếng. Đó là những gì Ichio kịp tạo dựng trong cuộc đời mệnh yêu của mình. Nàng chết vì bệnh lao. Trước khi mất, Ichio đã nổi tiếng lẫy lừng. Những nhà văn lớn nhất thời ấy đều đến nhà nàng như Koda Rohan, Mori Ogai, còn Izumi Kiyoka thì chẳng ngại ngùng tự phong làm đồ đệ của nàng và sự ngưỡng mộ sau cái chết của nàng lại càng dâng cao. Các truyện ngắn lừng danh của Ichio lần lượt được dựng thành những bộ phim nghệ thuật vào giữa những năm 1970. ở Tokyo mỗi sớm mai, đài phát thanh lật những trang nhật ký của Ichio ra và đọc với giọng truyền cảm ngân vang khắp xứ sở làm sống dậy một linh hồn u uẩn người con gái cuối cùng của phù tang xưa và người con gái đầu tiên của nhật bản mới tiểu thuyết một mùa thơ dại kiệt tác của trò chơi làm người một mùa thơ dại takeku rabe vừa xuất hiện đã ngay lập tức tỏa sáng hầu như các nhà phê bình đồng loạt nhìn nhận nó là kiệt tác mà không chút do dự sau khi nó được ấn hành đầy đủ vào tháng 4 năm 1896. Chính vì tác phẩm này mà Mori Ogai phải thốt lên. Cho dù bị chế nhạo là kẻ thờ phụng Ichio thế nào đi nữa, tôi cũng không ngần ngại gọi nàng là thi nhân thượng thẳng. Nhàn đề Takeku Rabe, một mùa thơ dại, có nghĩa đen là so sánh chiều cao, bắt nguồn từ một tình tiết trong tác phẩm cổ điển chuyện IC. Trong đó, đôi trai gái hồi tưởng về thời niên thiếu và những ngày tháng lớn lên bên nhau trên bờ dốc trưởng thành. Cùng nhớ lại trò chơi đánh dấu chiều cao trên thành giếng nước. Như vậy, Takekurabe có thể được hiểu là trò chơi thơ dại, tâm hồn thơ dại, là thế giới của những đứa trẻ đang dần lớn khôn, đang ở trên bờ dốc có nhiều biến chuyển thể lực và tâm lý sự biến chuyển mà chuyện IC đã biểu hiện tài tình qua bài thơ của chàng trai gửi cho bạn gái. Khắc dấu chiều cao, bên thành giếng nước, vừa xa lúc nào, kể từ ngày cuối, nhìn em nao nao. Một mùa thơ dại ra đời từ tinh thần của bài thơ ấy, nhưng nó không diễn ra bên bờ giếng nước ở thôn quê như chuyện IC của đầu thế kỷ 10, mà Ichio, cho nó một địa điểm khác hẳn. Đó là khu phố ăn chơi Yoshiwara ở Edo, Tokyo. Vào năm 1893, Ichio mở một hiệu bánh kẹo nhỏ bé gần Yoshiwara. Tuy chuyện làm ăn này không thành công, nhưng nhờ đấy mà nàng có sự hiểu biết về đời sống Yoshiwara. Con người, khung cảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị. Từ đó, Yoshiwara được tái hiện tuyệt vời trong nhiều tác phẩm của nàng như Ogai nhận xét. Điều lỗi lạc nhất là các nhân vật qua lại khu phố này không hề là những dã thú đội lốt người như các bản sao xây dựng nhân vật theo kiểu tác phẩm của Imizola, Ibsen, của những kẻ theo đuôi cái gọi là trường phái tự nhiên, mà họ là những con người rất thật. Cùng với họ, chúng ta có thể khóc cười. Thật vậy, một mùa thơ dại đầy áp những chân dung rất sống động, khó mà quên. Cả người lớn hay trẻ thơ, nhưng chủ đề của nó là tình yêu thơ dại. Thế giới của cô bé Midori xinh đẹp là em gái một kỹ nữ nổi tiếng và cậu bé Nobu hiền lành lặng lẽ, con trai của một nhà sư phàm tục. Thế giới đó còn có những đứa trẻ khác như Sota ở cửa hiệu cầm đồ, Sangoro con trai người phu kéo xe, như Chokichi, con trai đội trưởng cứu hỏa. Đám trẻ này như mọi đứa trẻ ở những nơi khác, lớn lên bên nhau qua những trò chơi, học tập, lễ hội, cãi vã, đánh nhau. Chúng cũng làm những việc người lớn sai bảo như Sota đi thâu tiền lãi, Sangoro đi kéo xe. Đúng hơn, chủ đề của tác phẩm không phải là niềm thơ dại, mà chính là niềm thơ dại bị đánh mất chúng lần lượt đánh mất tuổi thơ của mình leo lên bờ dốc của sự trưởng thành mà chấp nhận định mệnh chấp nhận những vai trò mà người lớn giao cho chúng chúng không chọn lựa và không có quyền chọn lựa và đã đến cái ngày midori vấn cao mái tóc theo phong cách shimada của một thiếu nữ nàng biết mình sẽ phải đi theo con đường của người chị làm một kỹ nữ Nhìn cô bạn gái bỗng lộng lẫy ra, Sota kinh ngạc. Trước đây cậu từng nói đùa rằng cậu sẽ mua nàng khi nàng lớn lên. Bây giờ thì cậu sắp là một ông chủ của cửa hiệu cầm đồ, liệu lời đùa vô tội khi xưa có ý nghĩa gì? Không hề đùa cợt, cậu sẽ mua một đêm của Midori, cô bạn nhỏ ngày xưa chứ gì. Dường như bài hát cuối cùng mà cậu hát là Ngày còn thơ cùng hoa với bướm mải mê chơi đùa mười sáu bây giờ biết bao buồn khổ tan tành cơn mơ đúng là sau đó khi mà midori ẩn mình vào phòng riêng sota đi quanh khu phố lặng lẽ miễn cưỡng làm công việc của mình không thiết hát ca gì hiếm khi người ta nghe sota lại cất lên tiếng hát đêm đêm cậu ấy cầm đèn lồng đi quanh khu phố thâu tiền lãi Bóng cậu đi dọc theo bờ mương nước, trông lạnh lẽo quá. Nhưng Nobu mới thật là một nhân vật cô đơn. Nobu cô đơn và xa lạ ngay giữa gia đình của mình, giữa khu phố, giữa thời đại. Một phần do những hoàn cảnh ấy, không cần có anh, một phần do bản chất quá mẫn cảm, quá thanh khiết của anh. Trước hết là gia đình. Cha anh là một nhà sư phàm ăn, tục uống, tham lam và ích kỷ. Ông ta có một vợ hai con, ngoài Nobu còn có đứa con gái Ohana. Ohana có nhan sắc. Ông ta mở cho nàng một quán trà để nàng có thể bán cái duyên sắc ấy kẹo nó phí hoài đi. Ông ta bảo vợ đi bán kẹp tóc cho khách thập phương những ngày lễ chùa. Ông ta thích ăn thịt lươn và thường sai con trai đi mua. Một công việc mà Nobu thấy nhục vì anh căm ghét mọi thứ thanh tưởi. tại sao một người như thế lại là nhà sư cho được và mẹ anh và chị anh tất cả những gì họ làm đều khiến cho nobu sợ hãi hổ nhục cạnh đó là cái khu phố yoshiwara đầy náo động đầy bạo lực và trụy lạc nó vây bọc tuổi thơ của nobu nobu bị ném vào nó nó tồn tại cũng như thế giới của người lớn đang tồn tại, mà không cần Nobu có chấp nhận hay không. Và thời đại, một thời đại quá nhiều hứa hẹn, khát vọng, giấc mơ. Ở những thập niên cuối cùng của thế kỷ 19, vào thời đại đó, những người phụ nữ được gì ở Yoshiwara và những đứa trẻ thơ được gì ở Yoshiwara Chính vì vậy, sự mất mát niềm thơ dại trong tác phẩm một mùa thơ dại mang tính tượng trưng. Những Nobu, Midori, Sota không chỉ là những đứa trẻ của khu phố không có đêm, họ còn là cả một thế hệ. Đó là một bi ca về sự tan biến của một thời đại ngây thơ trong xã hội Nhật Bản. Nhà phê bình John Lewell hay nói rõ hơn như Robert Denley, một cách gián tiếp, một mùa thơ dại là bi ca về những vận hội mất mát, thể hiện niềm hối tiếc của thế hệ, của thời đại mà Ichio sống, về một thời thơ dại và lạc quan đã bị tước đoạt quá phũ phàng. Tác phẩm kết thúc vào lúc Nobu, trước ngày khoác áo tu, để lại một đóa hoa thủy tiên vàng bằng giấy, nơi thềm nhà Midori, như một tình yêu bị tước đoạt. Một buổi mai mở sương, Ai đó đã để lại một đóa thủy tiên giấy trên thềm nhà nàng, không có lời nhắn nào trong hoa, nhưng Midori vẫn đem đặt nó vào bình, ngắm nhìn trìu mến. Nàng thấy nó không hoàn hảo chút nào, tuy phảng phất buồn, trong dáng vẻ khô lạnh và cô đơn. Và rồi, không biết từ đâu, nàng nghe rằng sau ngày đó, Nobu vào một tự viện, mặc lấy chiếc áo đen chính trong một mùa thơ dại, Y trẻ trung và thầm lặng bước lên đài cao thiên tài. Một thiên tài với tuổi xuân vĩnh cửu. Nhật Chiêu. Hết. Y thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Giới thiệu sơ lược tiểu sử tác giả Higuchi Ichiyo, sinh năm 1872, mất năm 1896 nữ sĩ Higuchi Ichio, tên thật là Higuchi Lashu, sinh ngày mùng 2 tháng 5 năm 1872 tại Tokyo trong một gia đình có năm anh chị em. Trong đó, người em út nhỏ hơn 2 tuổi, Kukiko là người góp nhiều công sức trong quá trình hoạt động văn đàn ngắn ngủi của Ichio. Cha bà, Higuchi Yoshinori, là trưởng nam của một nhà Hachi Jaemon, giàu có, lại yêu thích văn chương chữ nghĩa, đề cao học vấn. Trong khi mẹ bà, Furia Yame, xuất thân, con nhà trung nông, khiến hôn nhân của hai người không được chấp thuận. Cha mẹ Ichio cùng nhau rời khỏi quê nhà là tỉnh Yamanashi, tìm đến Edo, Tokyo hiện nay. Nhờ thời vận, cha bà mua được chức sĩ tộc nhỏ, nhưng cũng chỉ trong khoảng một thời gian ngắn. Năm Ichio 17 tuổi, cha mất, trong nhà chỉ còn lại hai chị em gái và mẹ. Người chị cả lập gia đình nhưng sớm ly dị. Anh cả mất sớm, người anh thứ cũng ra riêng làm thợ gốm. Ichio hiếu học từ nhỏ, nhưng việc học bị giang dở từ năm 12 tuổi do suy nghĩ lỗi thời của người mẹ, cho rằng con gái không cần phải học. Cha bà sớm nhận ra năng khiếu văn chương của con gái, nên năm 14 tuổi Ichio lại được gửi vào một trường dạy làm thơ Quaka dành cho con nhà giàu. Xuất thân của Ichio khiến bà bị phân biệt đối xử dù văn tài không hề thua kém bạn bè cùng trường. Sau khi cha mất năm Ichio 17 tuổi, hôn ước của Ichio và Shibuya Saburo bị hủy bỏ do gia đình bà lâm vào cảnh nợ nần. Không khăm nổi món tiền cưới quá cao theo yêu cầu của nhà trai, ba mẹ con cùng sống qua ngày bằng nghề may vá, giặt rũ. Ichio không bằng lòng với những nghề lao động chân tay ít tiền này, nên tìm cách sinh nhai khác. Biết người bạn học, Miyake Kaho, lãnh tiền thù lao hậu hĩnh cho một cuốn tiểu thuyết, Ichio cũng bắt đầu ấp ủ mộng văn chương. 20 tuổi, bà khởi nghiệp với bút danh Ichio Nhất Diệp. Lấy cảm hứng từ điển cố, tổ bồ đề đạt ma từ phương Tây đáp trên một chiếc lá vượt qua sóng nước. Để kiếm sống với nghề viết tiểu thuyết, Ichio tôn nhà văn Nakara Itoshui của tòa soạn báo Tokyo Asahi làm sư phụ. Đi thư viện vùi đầu vào sách vở, bà đang đàn với tác phẩm đầu tay, Anh đảo đêm, Iamirakura, trên số đầu tiên của tạp chí Musashino sau đó được tiếp xúc với những nhà văn tinh thông văn học châu Âu như Shimaraki Toshon, Hitara Tokuboku, chủ nghĩa tự nhiên. Ichio viết nhiều tác phẩm được giới thiệu trên tờ Bungakukai. Cũng khoảng thời gian này, bà mở hiệu tạp hóa gần khu Yoshiwara để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng là thời gian tích lũy đề tài, vốn sống để bà viết nên tác phẩm tiêu biểu nhất một mùa thơ dại, Take Kurabe, vào tháng 1 năm 1895. Đó là hàng loạt truyện ngắn như Đêm 13, Rusania, Khe nước đục, Nigorie, ra đời tạo nên 14 tháng kỳ tích mà người đời hay nói về sự nghiệp văn chương của Higuchi Ichio. Một mùa thơ dại được đăng trên tờ Bungay Kurabu gây được tiếng vang lớn. Đến bậc đàn anh Mori Ogai cũng không tiếc lời khen ngợi. Thế nhưng tháng 8 năm 1896, căn bệnh lao tiến triển nhanh. Đến 23 tháng 11 năm đó, Ichio từ giã cõi đời ở độ tuổi 24 khiến nhiều người tiếc cho một tài năng văn chương đang đả sung sức. Một năm sau ngày bà mất, Ichio toàn tập được phát hành. Nước Nhật đề cao sự nghiệp văn chương của Ichiyo bằng việc cho in chân dung của bà lên tờ tiền giấy có mệnh giá lớn thứ hai trong hệ thống tiền tệ Nhật, tờ 5.000 yên. Ngoài ra, ở khu Taito, Tokyo hiện nay có một nhà lưu niệm nhỏ lưu giữ và chuyển lãm các hình ảnh, tư liệu về Higuchi Ichiyo. Hàng năm đến ngày 23 tháng 11 kỷ niệm ngày mất của bà. Nhiều người đến tham dự các buổi ngoại khóa, hòa nhạc, thảo luận về các tác phẩm và cuộc đời bà. Tem có chân dung hoặc tranh vẽ nhân vật trong tác phẩm của Ichiyo cũng được phát hành nhiều lần. Và đương nhiên, các tác phẩm của bà cũng được dựng thành phim truyền hình, điện ảnh, thậm chí anime. Chú thích: Anime, phim hoạt hình làm theo phong cách Nhật Bản. Hết chú thích. có thể tên bà không có sức hút của một nhà văn đương đại với các tác phẩm phản ánh Nhật Bản ngày nay như độc giả mong đợi. Nhưng người dịch tin bạn đọc sẽ hình dung được nước Nhật xa xôi, cổ xưa với nền văn hóa truyền thống đặc sắc nhưng thật gần gũi với bạn đọc Việt Nam qua hình ảnh những người phụ nữ được bà mô tả trong chuyện. Nên biểu tóm tắt mùng 2 tháng 5 năm 1872, chào đời tại Tokyo, tên thật là Higuchi Lasu. Năm 1881, 9 tuổi, vào trường tiểu học Oume. Năm 1883, 11 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa. Năm 1886, 14 tuổi, theo học trường tư thục Haginoya. Năm 1891, 19 tuổi, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp văn chương bắt đầu viết tiểu thuyết. năm 1892 20 tuổi trăm chín được đăng trên tạp chí Musashino. năm 1893 21 tuổi, chuyển nhà đến phố Rierserji, nay là Taito, mở hiệu bánh kẹo tạp hóa. năm 1894 22 tuổi, Osugomori được đăng trên tạp chí Bugakukai năm 1895, 23 tuổi, Take Kurabe, Yokigumo, Nigorie, Zusania lần lượt được đăng trên các tạp chí Bunga Kukai, Bunga Kurabe. Năm 1896, 24 tuổi, bệnh lao tiến triển nhanh chóng, mất vào ngày 23 tháng 11. Hết Giới thiệu sơ lược tiểu sử tác giả Higuchi Ichio Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.